Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây em chào chị. Rồi chào Tấn, chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em quay về một lô mai tàn và mai phôi. Kính mong anh chị em vô xem ủng hộ shop. Địa chỉ của em là ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chư Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại và Zalo em là nằm trên tiêu đề. Rồi, hình thức dạ. Là mình vô bao ship toàn quốc luôn ha. Hình thức của mình là bao ship toàn quốc. Đó, mã số 1 mình được lượng cao khoảng tầm 1,5 m nha quý vị, còn tán ngang chắc khoảng tầm 1,1 m ha. Rồi, vô cái hoành luôn. Rồi, hoành 17. 17 hoành. 17,5 tích 17 thôi. À, toàn tròn đẹp đây quý vị. Xương cành ha. Xương này nằm quay dữ rồi ta. Đây cành khít. Còn để em nó đây quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 1 giao lưu 308 ạ. 308. Rồi. Rồi, mã 308. Số, tục mã 2. Số 2. Rồi em này cao lấy 1,5 m luôn. Tán ngang em này chắc cũng khoảng 90 ha. Rồi, hoành thân 18,5 tính 18 đi. Rồi. Xây xây luôn. Quý vị ngắm nghía kỹ xương cành luôn. Cái này nó hơi cứng. Chắc để hổm rời mưa vô xét cái cốt. Với để cái cành cũng đều cây ha. Bự. Rồi để đây quý vị. Đó. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 2 giao lưu 306 ạ. Rồi xuống cây luôn. Tục mã số 3 luôn. Rồi mã số 3 em này cao tầm khoảng là 1,6 m quý vị. À, tán ngang em này cũng khoảng 80-90 vậy ha. Rồi, hoành 21. Rồi, 21 qua. Rồi, xương cành luôn. Để đẹp lắm. Cành đều hết nè ha. Để đây quý vị. Để cọng bự nè. Giáp ở trên này ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 3 thì giao lưu 400 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 4 qua quý vị. Em này cao tầm 1,6 m luôn. Tán ngang khoảng tầm 1,2 m ha. Hoành 20,5 m. Tính 20 đi. Rồi 20 hoành. Nó gần gần 21 á. Rồi xương cành luôn. Cành bự bự không? Đều rang. Rồi xuống đế luôn quý vị. Để cũng đều luôn ha. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 4 giao lưu 309 ạ. Rồi, mã lên mã số 5 luôn. Rồi, mã số 5 thì em này cao tầm 1,6 m nhưng cái gì? Tán ngang chắc khoảng 1,3 m ha. Hoành 18. Rồi, tàn bự nè. 18 hoành. Rồi, xương cành. Để xương này dàn tàn nó xòe ha. Xương cũng đều nè. Để đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 5 giao lưu 208. 8. 8 mà bọc xích tới nhà. Rồi, mã số 6 cao 1,6 m luôn quý vị. Tán ngang em này cũng khoảng 80-90 ha. Hoành thân 21. 21 hoành. Rồi, nhìn ông nghe cái tàn của nó ha. Rồi, để đây. Rồi, mình giao lưu mã số chị. 6 giao lưu 300 ạ. Rồi, 300 rồi quý vị. Mã số 7 này cao lấy 1,4 m nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1,1 m ha. Hoành 19. Rồi, 19 hoành. Rồi, xương cành đây quý vị. Thôi vậy đó ba, để rồi, đi ngồi đi lại quý vị, để nè. Em này để đẹp nè ha. Bích bầu cộng bự không à, giao lưu như chị. Rồi, mã số 7 giao lưu 330. Rồi, cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 8. Rồi, tục mã số 8. Đo em nó đi ha.
Mình ước lượng luôn cũng được, cái này cao khoảng 1m1 rồi ha. Tán ngang khoảng tầm 50 ha. Cái hoành 17,5. Rồi, này cũng con ngắn ngắn ha, tay cành thì đặt kẹo. Để nè quý vị. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 8 này giao lưu 300 ạ. Rồi, lên số 9 luôn. Cao 60. Rồi, cái hoành. Cái hoành 18,5. Rồi, tính 18 đi. Xây luôn, 18 hoành. Để rồi quý vị. Để đều ha, từ phía có đủ hết nè. Rồi, giao lưu như rồi, phôi số 9 này giao lưu 270. Rồi, tính số 10 luôn. Cao 72. Rồi. Cái hoành 17,5 tính 17 đi. Xây luôn. Xương cành. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi giao lưu như rồi mã số 10 giao lưu 300 ạ. Rồi. Đến 11 luôn. Tới 11 luôn. Cao 92. Rồi. Cái hoành 20. Rồi, 20 hoành rồi quý vị. 20 hơi yếu chút, tính 19 đi. Rồi. Xương cành cũng đều ha. Để đây à quý vị. Để cũng đều luôn nè. Rồi, giao lưu như mã 11 này giao lưu 280. Rồi. 12 luôn. Mã 12. Cao 58. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Để quý vị. Để đẹp. Rồi, giao lưu như chị. Mã 12 này giao lưu 220. Rồi, mã số 13 luôn. Mã 13 luôn. Cao 95. Cái hoành 20. Rồi. 20 hoành. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 13 này giao lưu 250. Mã 14 luôn. 14 luôn. Một mét là 7. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Xương cành quý vị. Rồi, xuống đế ha. Rồi, giao lưu như mã 14 đi giao lưu 300 ạ. À. Rồi. 15 luôn. 78 cao. 18 hoành. Tay cành đặt cành trên ha. Để. Rồi, giao lưu như chị. Mã 15 giao lưu 270. Rồi, lên 16 luôn. 72 cao. Hoành 19. Con anh cóc nhảy nhảy. Bạn tập, tập. Để như vậy. Giao lưu như vậy. Mã 16 giao lưu 250. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Mã số 17. 89 cao. Hoành 22. Rồi, 22 hoành nè quý vị. Rồi, xương cạnh ha. Để ra quý vị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 17 nó giao lưu 300 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã 18. 18. Cao 79. Cái hoành 16,5 tính 16 đi. Rồi, xương cành đều luôn ha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu mã 18 này giao lưu 220 ạ. Rồi.
số 19 luôn. Mã 19. Cao 52. Hoành 23, 22 rưỡi, tính 22 đi. Rồi, 22 hoành. Rồi, để luôn rồi quý vị. Để đại lực đó ha. Luôn như chị. Rồi, mã 19 này giao lô 400 à. Rồi, 20 luôn. Cao 108. Cái hoành 23. Rồi, 23 hoành nè quý vị. Rồi, để em nói ha. Còn bự không? Rồi, giao lô nhiêu chị? Mã 20 này giao lô 350 á. Rồi, xuống cây luôn. Mã 24. Cao 101. 21. Mã 21 chứ, quên 24. Hoành 22. Rồi, tại cành điều rang ha. 22 hoành. Đế cũng đẹp luôn. Đế cũng đẹp luôn. À. Giá rồi. Cũng đẹp luôn. Giá sao đây? Rồi, mã 21 đây, 300 ạ. À. Rồi. 22. 22. Cao 68. Hoành 18. Tay cành cũng đều luôn ha. Giá mềm cô bác ơi. Đấy cũng đều luôn rồi quý vị. Rồi báo giá luôn. Rồi mã 22 giao luôn 108 ạ. Rồi lên 23 luôn. Hơi siêu siêu. 104. 21 hoành. Rồi siêu siêu. Tay cành đều. Cho có lên. Mầm tược lên xum xê. Quá xá luôn. Quá xá mạnh ha. Quý an tâm về cái sức sống nó ha. Quá mạnh luôn. Để nè ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 23 này giao lưu 307 à. Rồi, xuống cây luôn. 24 luôn. Cao 72. Cái hoành 21. Rồi, xe xe luôn. Mấy kỹ xương cành luôn ha. Rồi xuống đế cái quý vị. Rồi giao lô như đây. Mã 24 đi giao lô 350 á. Rồi xuống cây luôn. 25 ha. 25 của một em siêu siêu. Siêu. Tay cành đều. Cao 92. Cái hoành 23. Rồi. Có cái cũ này giữ nè. Không đôi cũ với đôi cũ này cũng nhiều ạ. À. Này có cái lít lũa da này chỗ đây nghe cái gì? Nó bị lũa da đó ha. Rồi, giao luôn như trời 25 này giao luôn 308 à. Rồi, xuống cây luôn. Trời, mã 26. Cao 84. Rồi. Cái hoành 22. 22 hoành nha quý vị. Rồi, cụ đế luôn. Để không tư diện điệu trời này ha. Giao luôn như chị. Rồi, mã 26 đây giao luôn 300 ạ. À. Rồi. 27 luôn. Một em dáng siêu. 107. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 23. Rồi, xe xe luôn, 23 hoành nè quý vị. Nhưng không biết kỹ dáng cành của nó ha. Rồi, vô đế ha. Em này cũng bị lửa da ha. Mình hay đâm chồi nãy lọc quá trời rồi. Lũa nó, quá trời gì lũa nó đang ở đây. Đây, ở đây. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 27 đi giao lưu 302 ạ. À. Rồi. Rồi, xong. Mã số 28, 2 cây luôn. 95 cao. 2 cây chắc cũng giống nhau. Rồi. Bành luôn.
Cái hoành 15 ạ. Rồi em bên đây luôn. Bên đây 17. Rồi xây xây luôn. Tay cành đều rang hết trơn đây ha. Để quý vị đặt cái dưới luôn ha. Rồi cho luôn. Rồi cặp 28 đi giao lưu 300 ạ. Rồi cặp 300. Thấy yêu thương bao ship rồi luôn ha. Rồi cặp, rồi, cặp 29 nè. Luôn rồi quý vị. Chiều cao đồng nhau à. 71 cao. Rồi. Cái hoành đây 19. Rồi. Hoành đây 21. Xuyên cạnh luôn. Cạnh lực ha. Cạnh bự bự không nè. Đế quý vị. Để phân bố tứ diện ha, mặt nào cũng có ha, không có trống mặt nào ha. Rồi, giao lưu. Rồi, cặp 29 đi giao lưu 350 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Để đi. Rồi, cặp 30 luôn. Cao 69. Rồi, hoành hai em nó luôn. Này hoành 17 à. Rồi, em bên kia. Cũng 17 luôn. Rồi, 17 hoành hết ha. Rồi, xương cành cái gì? Rồi, để ha. Để hai em này cũng đặt đế quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 30 này giao lưu 300 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Lên một cặp tiếp theo luôn. Cặp 31 ha. 31. Hai cây nè ha. Còn lá nè. Này 114. Bên đây 82. Rồi, cao. Hoành hai em nó luôn ha. Đây hoành 16,5 tính 16 đi. Rồi hoành đây 17. Rồi, 16 hay 17 hoành. Xương cành cũng đều ha. Rồi, còn đế đây à quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, 31 này giao lưu 300 ạ. 300, 2 cây. Rồi, cặp 31. Cây. Rồi, đây cặp 32 luôn. 32 luôn. 32 cũng cặp luôn ha. Cao 76 ạ. Hoành 16 ạ. Hoành đây 16 luôn. Rồi, 16 hoành. Em nào cũng 16 hoành hết ha. Có cây cứng cứng 16 giác chút yeah. Rồi để đây quý vị đó, để hai em này đều trên đây ha. Rồi mình giao lưu như mã cái... 32 này giao lưu 280 à. 28. Rồi 33 cặp luôn ha. 33 một cặp luôn. Rồi, chiều cao 78 cao. Rồi hoành hai em nó luôn. Rồi này hoành 14,5 à. 14 ha. Tính 14 đi. Bên kia. Bên đây 15. 15. À, xem nhau. Rồi để cái gì? Để cũng tứ diện hết trơn ha. Em này đế nơm nè, cũng đặt đế này. Rồi, rồi cặp 33 này giao lưu 230. 230 hai cây luôn. Giá yêu thương không chị, giá mini không ha. Rồi cặp này cặp 34 nè. Cặp 34, 59 cao. Rồi, cái tượng nó mạnh, mập nè. 15,5 tính 15 đi. Cây mạnh quá là mạnh luôn ha. Bên đây 17. À. Cái 15, cái 17. Được, nên vậy là đặt xuống là hít rồi ha. Này trồng ngon luôn à. Rồi, để quý vị. Rồi, cặp 34 đi giao lưu 300 ạ. Rồi 300. Cặp 35 luôn. Rồi 35 lên luôn. Cao 71. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành 18. Rồi em bên kia. Bên đây cái hoành 18 luôn. 10, 18 hơi yếu. Rồi tính 18. Tính 17 đi. Ừ. 17 18 ha. Ừ. Rồi. Tay cành đây quý vị cũng đều rang ha. Để nè. Đó. Để kính đế nè ha. Đó. Đủ đế.
Rồi, giao lưu rồi, cặp 35 này giao lưu 320 ạ. 320. Tiếp tục tới cặp 36. 36 luôn, lá sâm xê luôn. Xanh tươi luôn. Sâm xê luôn ha. 104 đi. Rồi, lấy hai cây này hai cây bằng đó nhau chặn đi ha. Ừ. Lấy mét ra cho nó chẳng. Này hoành 18,5 tính rồi. 18 đi. Đời hoành 17. Rồi. À, lấy hai em này cao mét cho nó chẳng ha quý vị. Đó. Ừ. Cao rồi, ha. Xương cạnh cũng đều ha. Lá thì xum xê rồi ha. Đó, quý vị an tâm về sức sống của nó ha nè. Để nè. Tứ diện ha, mặt nào cũng có, không có trống chỗ nào như quý vị. Rồi, giao lưu mã 36 này giao lưu 306 à, 350 à. 350. Rồi. Giờ mình thấy cái hoành hoành mắt. Rồi, mã số 37 cũng cặp luôn nha. Cặp 37 luôn. Rồi. Cao 115. Rồi, 115. Em bên đây chắc cao 100. Mét à. Bên đó 1 mét á. Rồi. Hoành 16,5 tính 16 đi. Hoành bên đây 14. Rồi. Tắt canh luôn. Em 100, em 115. Ừ. Em 14, hoành em 16 ha. À. Rồi để như vậy. Thì quan sát kỹ nha. Để đó. Đặt để trời ha. À. Rồi, giao lưu như mã 37 này giao lưu 300 à. 300. 300 là 2 cây luôn. Ừ. Tới cặp 38 luôn. Tại cạnh đặt ra đây ha. Rồi, cao 92 à. Bên đây chứ. 71. Rồi, hoành luôn. Đây hoành 18,5 tính 18 đi. Bên đây tới 19 dữ rồi ta. À, tay cành bự quá vậy, tay cành đều mà tay cành lực ha, bự bự luôn nè, thế cộng bự bự luôn, cộng lực luôn ha, giống tay cành ha, tay cành lực đế cũng lực, rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 38 này giao lưu 350 á. 350. Rồi lên 39 luôn quý vị, cũng cặp luôn rồi quý vị. Cao 89. Rồi. Em nó cũng gần gần nhau. Gần gần ná nhau. Rồi cái hoành. Hoành 17. Bên đây hoành 16. Rồi em 16 hoành, em 17 hoành quý vị. Rồi dần 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 chơi tợ cái nụ cho nó mở no nưỡng cho nó móc nha. Hồi nở cái bông bự ghê à. Nụ, nụ no nưỡng bóng lưỡng. Bông đế này. Để đều luôn ha, cộng cũng bự luôn nè ha. Lá bự ghê à. Để rồi, bông bự. Nhiêu, chị? Rồi mã 39 này giao lưu 208 à. 208. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 40 cuối clip 3 cây. Đó. Combo 3 cây. Combo 3 cây. 52 cao, chắc đều đều như nhau quá. Đó đi ha. Ừ, cỡ nhau. 16,5. Quần 12. Đây hoành 12 luôn. Rồi, xương cành. Này mạnh ghê không? Là mập 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 không ha. Để đây quý vị. Đó. Nôm ghê. Đặt đế nè. Rồi, giao lưu nha. Rồi, mã 40 này giao lưu 300 à. Rồi. Mã 40 mã cuối clip luôn. Cuối clip em cũng chúc khán giả quý khách trên mọi miền đất nước một ngày mới vui vẻ tốt lành ạ. À. Em xin cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình. Đi sao?